cáo phó trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa bao dung, gia đình chúng con trân trọng báo tin cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể và thân bằng quyến thuộc, con, em, anh, chồng, cha và ông của chúng con là ông Dominico Nguyễn Đức Trang, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1954, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, đã được Thiên Chúa Thương Yêu đón về nhà cha vào lúc 5 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng năm 2020 tại Los Angeles, California, hưởng thọ 65 tuổi. Linh cửu được quan tại Memorial Garden Memorial Park, 455 West Central Avenue, Brie, California, 92821. Điện thoại 714 529 3961. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 22 tháng Giêng, lễ phát tang lúc 5 giờ chiều, thăm viếng từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Thứ năm ngày 23 tháng Giêng, thánh lễ an táng được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Dennis, 2151 South Diamond Bar Boulevard. Diamond Bar, California 91765. Sau đó, linh cụ sẽ được an tán tại Rose Hills Memorial Park. Gia đình chúng con kính báo, thân phụ ông Nguyễn Văn Tước, vợ bà quả phụ Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng nam Tony Trung Đức Nguyễn, trưởng nữ Tina Anh Thư Nguyễn, anh Nguyễn Văn Khanh, em Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Vũ Anh Tuấn. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Toàn thể nhân viên và ban biên tập SBTN, bản tin Hoa Thịnh Đốn và đài phát thanh Việt Washington DC thành kính phân ưu cùng tang quyến.